Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trên toàn cả nước, đặc biệt là anh em thợ đánh chào mào cũng như là thợ đánh chim chích chòe. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về một combo phụ kiện, đó là lụp bẫy chào mào cũng như là về mẹt đánh chào mào bằng mồi ăn đấy, cũng như đánh chích chòe. Đi chi tiết về hai cái phụ kiện này để cho anh em cùng nắm bắt được. Đầu tiên thì là về cái mẹt treo cây. Về cái mẫu mẹt này thì ngoài treo cây ra thì anh em có thể là sử dụng đánh trực tiếp dưới đất cũng được. Đấy, về cái mẫu mẹt này thì đánh nó khá là hiệu quả, đánh bằng mồi ăn anh em. Đấy, về cái phần cầu tử thì được làm bằng cây gỗ song này. Đấy, ví dụ đánh mồi ăn thì ví dụ anh em sử dụng đánh chích chòe thì anh em có thể là cụt con sâu con dế ở khu vực đây. Đấy, chim nó sẽ nhảy lên nó ăn này. Đấy, cái thứ hai nữa là đánh chào mào thì anh em có thể là bỏ hoa quả, ví dụ quả chuối, quả hồng. Đấy, anh em bỏ trực tiếp vào đây. Đấy, anh em treo ở gần con chim mồi. Đấy, đến nó không đá mồi, nhiều con chim nó không hăng, đến nó thấy mồi không đá thì nó sẽ quay vào cái mẫu mẹt này để nó ăn và nó sẽ bị dính này. Về hai cái này thì giá cả của nó thì nó cũng tương tương đồng như nhau. Một cái thì nó hơn 500.000 đồng và một cái là 500.000 đồng. Đấy, em báo giá luôn để anh em nào mà xem được video cần đặt hàng thì anh em đặt. Về mẫu mẹt này thì cách thức sử dụng của nó thì nó đơn giản lắm anh em. Đây. Rất là đơn giản, anh em gài lên như này. Đấy, gài lên. Đấy thì nó sẽ vảnh lên như thế này anh em này. Đấy, chim nhảy vào đây phát là ăn đòn ngay. Về cái này thì anh em sử dụng đánh hai mặt thì nó sẽ hiệu quả này. Không thì ví dụ địa hình không cho phép thì anh em có thể là dư một mặt lên, anh em đánh một mặt thôi. Đấy, đánh đất, treo cây đều ok trên cái mẫu mẹt này cả anh em. Đấy, hàng thì nó được làm bằng inox rất là nhẹ và cái tuổi thọ theo thời gian thì anh em yên tâm, nó cực kỳ là bền. Về phía bên phải màn hình anh em đang xem đây là cái mẫu lụp chào mào form Sài Gòn. Về cái mẫu lụp này thì nó là cái hàng rất là kỹ. Đấy, hàng kỹ anh em này, cuốn dây đồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Về mẫu này thì khi anh em mua thì sẽ được tặng kèm theo là áo lụp và cóng ăn. Đấy, về cái mẫu này thì nó sẽ có ba cái cầu chính để cho con chào mào đấy chích chòe ở bên dưới này, ba cầu chính, hai cầu phụ, một cầu chính to ở giữa. Nguyên liệu bằng inox này, đấy, chắc chắn luôn anh em, đấy, chắc chắn luôn cho anh em luôn. Hàng này thì chim có ví dụ con chim mồi của anh em nó có sổ ấy, thì nó không bục được cái lan này anh em nhé, nó là lan inox 100% hết này, lan inox 100%. Về mẫu này thì nó sẽ có hai cầu tử này, đánh thì hiệu quả nó sẽ cao hơn là về một cái lồng một cửa anh em. Đấy, chim thì có vẻ về hai hướng anh em lựa cành treo nó sẽ rất là dễ. Đấy, con lưới để giữ con chim bổi thì lưới 4 phân. Đây, cái này mắt 4 phân anh em nhé. Đó, cách thức gài thì nó đơn giản. Đấy, anh em chỉ cần ủi này. Gài này, chim nhảy phát là sập. Đấy, ok luôn. Đấy, hàng này thì bên cơ sở em là số lượng rất là nhiều. Đấy, cũng rất là nhiều video giới thiệu thực tế cho anh em rồi. Đấy, hàng thì cực kỳ là nhiều, anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì anh em liên hệ cho em thông qua số điện thoại để góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn một video thì cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.